Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hương, mình đến từ 48 Cà phê Đắk Lao, một xưởng rang tại thị trấn Đắk Min, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Nhiều năm gần đây thì cà phê Việt Nam đã có những cái bước chuyển mình vô cùng tích cực và dần có cái chỗ đứng trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng. Ngày hôm nay thì mình đang tham gia một cái chương trình có tên là Kiểm định chất lượng tương lai bền vững, được tổ chức bởi Stone Village Lab, một cái đơn vị đại diện cho CQI tại Việt Nam, sẽ nhận mẫu từ bà con để kiểm định, kiểm nếm cho bà con. Từ đó chúng ta sẽ có một cái tiền đề tốt cho cái thị trường cà phê Việt Nam, cho cái chất lượng cà phê Việt Nam. Xin chào anh Lợi và anh Tài. Hai anh sẽ là người tham gia vào dự án của mình. Hai anh sẽ chia sẻ một chút xíu khi mà tham gia chương trình này, có những điều gì khiến cho anh mong muốn và anh cảm thấy là cái chương trình này ý nghĩa như thế nào nhé. Mục tiêu của bọn mình là muốn đưa cái cà phê này ra tới người tiêu dùng một cách gọi là chất lượng nhất. Và hiện tại thì đang có chương trình về kiểm tra chất lượng. Thì mình trong cái chương trình này, mình mong muốn cái cà phê của mình được kiểm định và để đạt được một cái tiêu chuẩn để tạo cho người dùng một sản phẩm tốt nhất, mang lại cái mong muốn của người nông dân khi sản xuất cái cà phê này. Rất là cảm ơn anh Lợi. Với cái sự hỗ trợ hoàn toàn 100% chi phí khi kiểm định và gửi mẫu về, thì mình và anh Tài, anh Lợi ở đây cũng rất là mong đợi mọi người cùng nhau tham gia cái dự án này của Stone Village Lab. Bà con sẽ được trả kết quả về. Với kết quả này thì nó sẽ là nền tảng để xây dựng cái uy tín, cũng giống như là tạo cái mối gắn kết giữa người mua và người bán, sẽ tạo nên cái kết quả tốt để mà cải thiện giữa các năm, giữa các mùa vụ cho bà con nông dân. Và còn chần chờ gì nữa mà không tham dự cùng với chúng mình.